Dung xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Gerardo cuộc sống ở Pháp. Chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe. Thì đây là cái tiệm thịt trong làng của Dung đó cô chú. Thì ông xã Dung ghé đây lấy thịt, tại vì tối hôm qua mình mua một lần 3 kg, 4 kg vậy đó cô chú, nhưng mà mình bán hết rồi thì hôm nay ảnh cắt cái phần mới cho mình. Thì Dung đang vào bếp để chuẩn bị bữa ăn trưa cho ông xã và các con của Dung. Thì Dung vẫn như mọi khi cô chú ơi, nhà mình ăn cơm phải ăn từ rất sớm. Thì đây là Dung đang luộc giống như là khoai tây, mà vợ khoai tây xong rồi họ lấy cái tinh bột với cô chú rồi họ làm viên vậy đó. Ăn nó dai dai, nó rất là ngon luôn, giống như là khoai mì của mình vò viên vậy đó. Dung sử dụng lại cái nước luộc này, Dung luộc một chút mì có ở trong này, có nhân chính giữa là fromage rồi cho các con của Dung. Thì lúc sáng ghé tiệm Adi thì Dung thấy có ức gà tây được giảm giá, cho nên là Dung mua về Dung làm cho các con mình. Thì nó rất là thích ăn cái này, mà thịt gà tây cái ức á cô chú, ở chỗ này phần này nó rất là mềm luôn. Ở trong siêu thị thì nó có bán hai loại, nó bán một loại tự nhiên như vậy và một loại nó đã lăn bột rồi lăn qua cái bột chiên giòn, chiên xù nữa. Nhưng mà các con của Dung nó lựa cái phần bột chiên xù đó ra, nó không có chịu ăn, cho nên là mình mua về thì mình làm. Thì Dung làm cũng rất là đơn giản thôi cô chú ơi. Dung lăn qua bên trứng, rồi Dung lăn qua cái bột chiên xù này nè cô chú. Ở này mình để mình xài chiên chảo tôm á, lăn qua bột vậy thôi, rồi Dung chiên thôi. Khi mà lạc thì tụi nó ăn với lại nước tương thôi, chứ Dung không có nêm gia vị gì hết. Đây là cái dĩa cà chua với lại mozzarella mà tối hôm qua ông xã Dung cũng chuẩn bị làm để ăn đó cô chú. Nhưng mà khách vào rồi cái bỏ dở dang, thôi mình bỏ trở lại vô tủ lạnh. Thì hôm nay Dung lấy ra Dung ăn lại. Rồi bây giờ thì Dung sẽ đi chiên ức gà tây. Thì trong thời gian mà Dung làm đồ ăn cho các con thì ông xã Dung rửa chén cô chú ơi. Tại vì chén dĩa từ tối hôm qua vẫn còn đó, cho nên là mình phải rửa cho xong, tại trưa dồn nhiều lắm luôn. Con chào trước. Con chào bà cô chú, chừng nào con ăn thì con mời bà cô chú. Con mời bà cô chú trước, con chào bà cô chú trước, chừng nào con ăn thì con mời bà cô chú. Con đi lấy nước tương cho mẹ đi. Đi lấy nước tương đi. Đi tụi con lấy nước tương đi, đi ra. Đi lấy nước tương đi. Nước tương. Allez, đi lấy nước tương cho mẹ đi. Nước tương. Đi đi, lấy nước tương đi. Nước tương. Trời hôm nay là cực kỳ nóng luôn đó cô chú ơi, cho nên là Dung mặc áo ba lỗ. Nhưng một tí thì Dung đi làm thì Dung sẽ thay đồ. Chứ tại vì mình ăn cái này hơi sớm nữa, mà mới 11 giờ ăn cơm rồi cô chú ơi. Chứ mỗi lần ăn cứ chợp giật riết à. Thì Dung mời cô chú anh chị ăn cơm trưa cùng với gia đình Dung nhé. Thì để Dung trả lời câu hỏi của cô chú luôn là tại sao mà không rước người từ bên Việt Nam sang, và rước người từ Việt Nam sang thì có dễ hay không. Thì mời cô chú theo dõi video, thì Dung sẽ giải đáp thắc mắc trong video này nhé. Dung hư ghê luôn á cô chú ơi, khi mà Dung luộc cái mì mà có cái phô mai ở chính giữa đó, Dung không có cho một chút dầu hay một chút bơ gì vào nên là nó bị dính. Hello. Xin chào. Thì Dung, bữa nay gia đình Dung ăn cũng đơn giản lắm cô chú ơi. Gà là lăn với lại bột bánh mì á, bột bánh mì á, rồi với lại ăn khoai tây, rồi cái gì kia bằng ravioli, vậy thôi à, chứ ở trong là phô mai vậy thôi, đơn giản thì các cà chua này kia thôi cô chú ơi, chứ trời nắng nóng lắm ăn không có nổi luôn á. Gà thịt heo, thịt gà, thịt gà, thịt gà, gà, con gà, con thì nhà Dung thì tiết kiệm được cái khoản nào thì sẽ tiết kiệm cô chú. Khi Dung đi siêu thị á, thì Dung thấy thịt giảm giá thì thường Dung mua về, Dung bỏ tủ đông, khi nào ăn thì Dung lấy ra ăn thôi. Mà cái thịt này á là còn 2 ngày nữa mới hết hạn nha cô chú, chứ không phải là thịt hết hạn rồi. Thì con Dung nó muốn ăn cái ravioli này mà nhân thịt bò ở trong. Dung mua lộn là phô mai, nhưng mà Dung không có để ý nữa, lên bàn ăn nó nói là phô mai Dung mới biết. Cô chú cũng hỏi Dung là sao không có rước người từ bên Việt Nam qua. Thì cô chú ơi, để Dung kể cho cô chú nghe là Dung có làm rồi, Dung rước một người có bằng cấp đàng hoàng, bằng nấu ăn ở Việt Nam rồi, có kinh nghiệm làm việc luôn. Thì lúc mà Dung mới mở nhà hàng xong được qua 4 tháng á, thì Dung bắt đầu làm hồ sơ. Xong cái 6 tháng sau á, mình làm nguyên một bộ hồ sơ hoàn chỉnh luôn. Xong cái 6 tháng sau thì họ trong cái văn phòng đó đó họ đổi người, người mà nhận hồ sơ của Dung họ về hưu, xong rồi đổi một người mới vô của Dung. Không biết làm sao mà lạc mất hết nửa bộ hồ sơ. Xong cái Dung phải chờ 3 tháng nữa họ liên hệ với mình, họ nói là bên bộ hồ sơ của mình thiếu hết nửa bộ, bây giờ phải bổ sung hồ sơ cho họ. Thì cái anh kế toán của mình á, thì ảnh làm luôn nguyên một bộ hồ sơ mới, tại vì có nhiều giấy tờ nó luôn hết hạn rồi cô chú, nên làm lại hết luôn. Xong rồi mình phải chờ tới gần 10 tháng nữa họ mới trả lời cho Dung là được ok. Thì Dung nhận một cái giấy ở bên lớp Phi á, thì giờ gửi cái giấy đó nói là cái bộ hồ sơ của Dung đã được hoàn tất và được duyệt rồi, họ đã chuyển về bên lãnh sự quán Pháp ở Sài Gòn. Thì bây giờ thì sẽ đợi lãnh sự quán Sài Gòn rồi là cấp visa cho cái người này để đi. Thì xong rồi đó cô chú, Dung đợi cái đùng một cái là dịch tới, là cái đợt dịch đầu tiên xảy ra tại Pháp là tháng 3 năm 2019 đó, là đợt dịch đó là phong tỏa đầu tiên. Xong rồi là từ đó tới bây giờ luôn là bật vô âm tính luôn, là Dung không có nhận một cái trả lời là được hay không, hay là cái này cái kia gì hết. Rồi bây giờ Dung cũng có hỏi một số anh chị đã từng làm rước người thân qua đây làm, hay là mời những cái người có kinh nghiệm ở bên Việt Nam qua làm, rồi cô chú làm bếp làm này kia đó, thì họ nói cực kỳ khó luôn. Và tại vì mà họ được thuê luật sư đó cô chú, thì họ nói là ở Pháp cái tình trạng thất nghiệp rất là cao, nên là người Pháp còn thất nghiệp mà tại sao lại không muốn người Pháp lại đi mướn người ở từ nước ngoài vào, nên là Dung cũng không có biết là ra làm sao hết. Thì mình sẽ đợi cho cái tình hình dịch nó ổn định lại rồi Dung với ông xã Dung mới làm lại một bộ hồ sơ nữa để rước xin lại cái cô đó để xem cái cô có chịu đi nữa hay không mới cái được cái đó. J'aime beaucoup le monde que Madame Adèle. Pourquoi ne pas faire venir quelqu'un de Vietnam travailler ici? Moi j'expliquais qu'on a fait le papier et tout, et on attend le résultat de l'ambassade de la France à Ho Chi Minh. Mais bon, après le Covid est arrivé, on n'a plus, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien de tout. On attendra, après on va faire notre dossier. C'est pas grave. Còn Dung nói tiếng Pháp thì cô chú anh chị đừng có bắt bẻ nha, tại vì tiếng Pháp mỗi vùng ở Pháp cũng giống như là tiếng Việt ở Việt Nam mình vậy đó, mỗi một cái vùng miền nó sẽ nói một cái giọng khác nhau. Thực ra thì Dung có bằng B1 tiếng Pháp rồi, cô chú Dung mới lấy đây cách khoảng 5-6 tháng thôi à. Tại vì sang năm thì mình chuẩn bị mình thi quốc tịch, tại vì trước giờ Dung không có định thi quốc tịch. Mình có thẻ 10 năm rồi, mình cứ để mình lên đó hoài luôn, nhưng mình không muốn thi quốc tịch. Sau thì ông xã Dung nói thôi tại làm luôn, tại vì nếu mà mua nhà hàng hay là cái này cái kia thì có quốc tịch chỉ cho nó dễ hơn hay là sao cũng không biết nữa, cho nên là nó thôi để năm sau thì Dung làm luôn. Thì đó, mình có bằng B rồi, nhưng mà tại vì bây giờ Dung nói ví dụ như Dung về Paris thì Dung sẽ nói theo giọng Paris, còn Dung ở đây thì Dung nói như tiếng Bồ vậy đó cô chú anh chị ơi. Ici on parle français, pas comme moi parisien. Oui, on parle avec un accent. Voilà. Bon, Vietnam. Nên mà thật ra những cái người Paris họ về vùng quê họ sống á, thì họ thích nghe cái giọng ở miền quê hơn là cái giọng chuẩn Paris đó cô chú. Cũng giống như là tiếng Việt mà Dung ra ngoài Hà Nội hay này kia, hoặc còn Dung ra miền Trung á thì nhiều khi mình mới cô chú mình nghe mình hiểu, nhưng mà ở lâu rồi thì sẽ dần dần học quen cái ngôn ngữ của người ta. Chứ phải là Dung không biết nói tiếng Pháp thì nói được cái giọng nào Dung nói cũng được hết trơn á. Hoặc là mấy anh chị mà học tiếng Pháp thì cái từ maison thì là maison cứ như là cái ngôi nhà đó, thì ở dưới này người ta không có nói la maison mà người ta nói la maison. Cái phần on ở đằng sau á là đọc thành phần ong, nhưng mà ở dưới này người ta sẽ không đọc thành phần ong mà người ta đọc nguyên như vậy luôn cô chú. Ví dụ như là garçon là garçon, ở dưới này là garçon chứ không phải là garçon. Nè. Tại vì ông bà cô chú nói mà mẹ không có biết nói tiếng Pháp. Rồi madame monsieur expliquait que maman ne parlait pas français. C'est pour ça que maman expliquait que l'accent c'est pas pareil. Où elle a mẹ coi cái miệng bị gì đây? Ôi, chết! Ăn kẹo mà nó chưa được bông luôn. Lúc gài á, cô chú ơi là đang trong cái giai đoạn khủng hoảng luôn, tại vì mấy cái người mà bỏ mối đồ á, trời lấy đồ không có. Ça fait pas beaucoup, hein, 40 067, 40 000. Ça fait beaucoup. 15 000, ça fait beaucoup. Nó nói tối ngày rồi, đúng rồi, trời ơi, nó đi học thì thôi, nó về tới nhà. Moi, j'ai une tablette. Ba nó đang hỏi nó là muốn trao quà gì cho Noel đó cô chú ơi. Mới nay mình chuẩn bị quà cho Noel rồi thì nó nói là nó muốn cái iPad đó cô chú, thì đi học ở trường á Hôm rồi bạn nói cái sách vô trong trường nó khoe đó, rồi hai ổng đòi. Con ngoan đi rồi má mốt mà ảo ổng mới gọi ông già Noel mua cho cái tablet. Chú sao? Chú sao? Moi j'en ai une à mon collègue. Moi je suis de Charles. Je vais vous. Un chacun. Et alors attention, papa il va surveiller. Passage, pas de tablette. Pas de travail comme il faut à l'école, pas de tablette. D'accord. Ok, vous mangez. Hỏi con tạm biệt ông bà của chú đi. Johnny, je sais j'adore l'école. Je sais. J'adore l'école. Mais où est papa? Tu t'aimes l'école? C'est vrai. Les pingouins, ils aiment l'école? Ouais. Moi, j'aime les pingouins, moi. Les pingouins sont à la télé avec mon cas, il sourit. Mon cas, il a encore le carré. Ouais, vous avez comme un coup de jour, les gars. Et qui les pingouins? Je m'en suis dit, on va voir. Con tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt bà cô chú. Hoặc là nói rằng tạm biệt bà cô chú. Tạm biệt bà cô chú. Chúng sẽ nhìn cái video tại đây nha cô chú anh chị ơi. Thì bây giờ đi thay đồ thay đẹp xong rồi chị với các bà đi nấu đồ ăn cho khách mang về. Cảm ơn cô chú anh chị đã ăn cơm cùng với gia đình Dung nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.